Bây giờ sẽ là những nghề còn lại: ca sĩ, giảng viên làm móng và biên đạo múa. Bạn sẽ lựa chọn công việc nào? Em nghĩ chắc là biên đạo múa. Biên đạo múa. Dạ. Xin mời gói số 2. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với 3 vị khách mời đang còn ở chương trình. Xin mời. Chắc chẳng cần phải nói, bạn cũng sẽ loại trừ khách mời số 5 cho công việc này đúng không? Không anh, cũng có thể là anh số 5 là biên đạo múa luôn. Cũng có thể mình không có biết chắc được. Sau một cú vấp thì bắt đầu anh thấy em cẩn thận hơn rồi đấy. Dạ. Anh số 5 mình nhìn nhìn có vẻ ca sĩ hơn á. Nhưng mà tôi nhìn lên thì theo như sự quan sát của tôi thì tôi thấy được là anh số 5 rất có thể là biên đạo múa. Vì đúng sao? Rồi. Sao? Vì anh mặc áo có những sợi dây như múa lụa. Và chị số 4 có thể là ca sĩ và chị còn lại là giảng viên làm móng. Wow. Chị nghĩ biên đạo múa là ai? Thì chắc là cái anh Turo đó đó. Anh Turo chắc là ca sĩ rồi. Không đâu, có thể là biên đạo múa đó. Tại sao? Nhìn cái dáng ảnh. Cái dáng chị số 2 cũng đẹp vậy. Chị số 4 thì cũng chắc rất giống biên đạo múa nha. Theo anh ý, với những gì đã trải qua và em đã vấp váp một lần rồi, em hãy để trực giác của mình lên tiếng, đừng để người khác làm ảnh hưởng tới mình. Và quyết định của em sẽ là? Vẫn giữ cái lập trường của em, đó là anh số 5 sẽ là biên đạo múa. Và em hãy chốt. Chúng ta có Puka, Tuấn Kiệt chọn số 5, có Quang Trung chọn số 2. Còn anh? Nếu anh chọn, anh sẽ lựa chọn số 4. Bởi vì anh thấy có những cái nét, lát nữa anh sẽ giải thích. Còn bây giờ sẽ là kết quả. Và như vậy là không chính xác. Em thấy không? Nếu như một mình em lựa chọn thì không sao, nhưng tự nhiên có một người khác lựa chọn theo cùng theo ý à? Thì có vấn đề này. Liệu Quang Trung có đúng hay không với vị trí số 2 hay tôi mới là người đúng? Xin mời. Số 4. Chính xác, đó là số 4. Trực giác của tôi có vẻ như là đúng nhất. Em biết vì sao không? Dạ, tại sao vậy? Bởi vì thứ nhất ý, các bạn diễn viên múa thì cái nụ cười rất là khác biệt. Cái nụ cười luôn luôn rất là tươi. Bởi vì khi múa, cái gương mặt cùng với ngôn ngữ hình thể sẽ mang lại cái thiện cảm cho khán giả. Và khi nhìn cái cách bạn ấy cười, tôi đã biết bạn ấy là một biên đạo múa rồi. Và chúng tôi xin được mời khách mời số 4 tiến lên phía trên. Ban bình luận một lần nữa đã giúp Tuấn Kiệt chia tay với số tiền là bao nhiêu. Xin mời số 2. Rồi bây giờ thì anh sẽ hỏi em một chút. Thực ra là múa nó là một trong những môn nghệ thuật mà phải học từ rất là sớm. Thế thì em đã học bao nhiêu năm trước khi ra trường để trở thành một biên đạo? Em theo nghệ thuật là cũng không được sự đồng ý của gia đình. Bởi vì theo số đông phụ huynh thường nghĩ rằng là làm nghệ thuật thì khá là bấp bênh. Năm lớp 12 khi mà quyết định là mình sẽ đăng ký vào cái trường nào thì lúc đấy mình lại chưa đủ trưởng thành và chưa đủ quyết liệt để đưa ra quyết định. Và em vẫn đăng ký theo cái nguyện vọng của gia đình, đó là đăng ký vào học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau khi mà vào đại học năm nhất xong thì em cũng có nhận được những cái lời mời cộng tác từ các đoàn nghệ thuật. Thế và gia đình cũng không đồng ý. Và bố mẹ đưa ra một cái điều kiện, đó là nếu như muốn theo nghệ thuật phải tự lo được, tức là vừa học và vừa làm. Và cái khoảng thời gian đấy thì mình làm gì có tiền, làm gì có cái chi phí như vậy đâu anh. Thế nhưng mà cũng liều, cũng đồng ý như vậy. Sau khi mà đã đi cộng tác ở các đoàn rồi ý, thì mình cũng muốn là mình nâng cao cái trình độ nghiệp vụ của mình lên, tức là cũng có đăng ký đi học. Thì một cái khóa học biên đạo lúc đấy là 5 triệu thì cũng không có tiền để đi học, phải đi vay. Lúc đấy thì em cũng có làm thêm công việc, đó là làm phục vụ ở một cái quán ăn trong rạp phim. Lương tháng đầu tiên em nhớ là được đâu có hơn 500 ngàn. Hơn 500 ngàn. Vâng. Con đường nghệ thuật của em khá là chông gai và em có một niềm tin là mình có khả năng. Nhưng thứ mà anh chắc chắn ở em ấy, đó chính là sự mạnh dạn, sự liều lĩnh, sự dám làm những thứ mà mình nghĩ. Và anh nghĩ rằng không có những điều đấy, em đã không đứng đây với tư cách là một biên đạo múa. Trong bất cứ công việc gì, không có sự dấn thân đó, không bao giờ có thành công. Và chúc em sẽ thành công. Cảm ơn em rất là nhiều.
vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây sẽ là vòng thi cuối cùng được mang tên Quyết định. Người chơi Duyên Tuấn Kiệt đã vượt qua 4 vòng thi đầu tiên và số tiền thưởng đang có là 12 triệu đồng. Đương nhiên, gói tiền thưởng cuối cùng còn lại sẽ là 15 triệu. Nếu trả lời đúng, em sẽ có tổng tiền thưởng là 27 triệu. Chúng ta còn lại hai công việc, đó chính là ca sĩ và giảng viên làm móng. Trước hết thì hãy cứ mở ô tiền cuối cùng dù biết số tiền nó là bao nhiêu rồi. Xin mời ô số 1. Và Duyên, em sẽ lựa chọn công việc nào? Ca sĩ. Đúng rồi, bởi vì người này là ca sĩ thì người kia đương nhiên sẽ là giảng viên làm móng. Còn nếu như đúng thì đúng cả hai, còn sai thì sẽ sai cả hai. Duyên Tuấn Kiệt, em sẽ chọn số mấy, số 2 hay số 5? Theo suy luận của em á, thì em nghĩ là bạn số 2 sẽ là giảng viên làm móng. Tại vì cái nhìn bạn đó nhìn giống một chuyên gia tư vấn chăm sóc sắc đẹp hơn đó. Còn nhìn kiểu phong cách bạn số 5 á, một là biên đạo múa, hai là ca sĩ thôi. Nghĩa là theo hướng về nghệ thuật hơn. Thì em nghĩ chắc là bạn số 5 sẽ là ca sĩ. Số 5 sẽ là ca sĩ. Mặt anh số 5 hồi nãy giờ rất tươi nha. Tự nhiên bây giờ mình chọn anh làm ca sĩ, cái mặt anh thái độ liền. Ý là lâu quá chưa được hát, em bực bực cái người. Bây giờ chị làm đi, em làm tiếng cho nè. Đang cười đi. Đang cười. Chọn số 5 là ca sĩ. Giờ mới biết ngốc nghếch. Ngốc nghếch. Kiểu vậy hiểu không? Trong lòng ảnh là vậy đó. Ghê, nói tiếng lòng ra vậy luôn. Đúng rồi, ý là mặt anh thái độ vậy rõ ràng đó. Và nếu là Quang Trung chọn số mấy? Em vẫn sẽ chọn anh số 5 là ca sĩ ạ. Quyết định cuối cùng của em là bạn số 5 sẽ là ca sĩ. Kết quả. Đúng chính rồi. Xác. Và lần này thì số 5 đã được lựa chọn một cách chính xác. Bạn ấy là ca sĩ. Và đương nhiên người còn lại, khách mời số 2, chính là giảng viên làm móng. Số tiền thưởng mà Duyên Tuấn Kiệt chắc chắn có sẽ là 27 triệu. Xin được chúc mừng. Chúng tôi xin được mời hai khách mời còn lại tiến lên phía trên. Một lần nữa xin được chúc mừng Duyên Tuấn Kiệt. Đây là một ca sĩ. Em làm ca sĩ lâu chưa? Hiện tại thì em đang công tác tại Đoàn Văn Công Quân Khu 7. Em đang làm diễn viên ca ở Đoàn Văn Công. Em bắt đầu học và bắt đầu đi theo con đường nghệ thuật được bao nhiêu lâu rồi? Em đã học Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh từ năm em 18 tuổi. Và đến bây giờ được bao nhiêu năm? Khoảng 10 năm ạ. Một quãng thời gian anh nghĩ là không hề ngắn một chút nào đâu. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Và em hãy chuẩn bị để có một tiết mục thật hay, để chúng ta kết chương trình ngày hôm nay thật là trọn vẹn. Còn bây giờ, trước khi được trò chuyện với khách mời số 2, một giảng viên làm móng, tôi xin được mời Puka. Dạ. Em đứng ra đây với anh một tí. Đi ra đây nào. Em đứng cạnh khách mời số 2 một tí. Em cầm bàn tay của Puka giúp anh được không? Theo em thì cái bàn tay này của Puka làm móng như thế này đã đúng hay chưa? Cái gì được và cái gì chưa được? Dạ, theo em là mọi thứ đều ok hết ạ. Mọi thứ đều tốt hết à? Em chưa chung. Ta nói tại ta không muốn chị buồn thôi. Không đẹp được mà. Giảng viên người ta nói thì bọn anh tin, bọn anh đâu có phản bác đâu. Dạ. Và anh muốn hỏi em đã làm cái công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Và trước khi làm giảng viên chắc em phải làm một người thợ đã chứ, đúng không? Dạ, em vào công việc này được 3 năm. Trước khi dẫn em đến một cái nghề này, em là vận động viên bóng chuyền. Thời nãy anh có ấn tượng. Anh đã nói là không những là vận động viên bóng chuyền đâu, mà nhìn bạn ý thì còn có khả năng là bóng rổ cơ. Em là vận động viên bóng chuyền bao nhiêu lâu? Dạ, em chơi được 4 năm và em bị chấn thương nên em phải dừng lại. Em bị chấn thương gì? Dạ, em bị giãn dây chằng gối. Và cơ duyên nào đưa em tới cái công việc mới hoàn toàn này? Cho tình thì một ngày đó em lướt Facebook thì em thấy có những cái chương trình về nail, những cái móng nail nghệ thuật. Thì em thấy yêu thích quá, tại vì mình đã thích vẽ có trong người rồi. Và anh nghĩ là ý chí kiên cường của một vận động viên thể thao nó sẽ giúp ích rất nhiều cho một công việc của người làm nghệ thuật. Thì anh đã trải qua, anh biết nên là đôi khi có những cái giây phút rất là khó khăn, nhưng phải cực kỳ kiên trì. Và đôi khi chúng ta phải đối mặt với nó, thành công và có thể không thành công. Cho hỏi là lát chị có làm nail ở đây không? Dạ không, hôm nay em trưng bày những cái tác phẩm mà em đi thi. Vậy thì một tràng pháo tay cho những tác phẩm của bạn ấy. Chúng ta đang đến với những tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, rất tinh xảo đến từ vị khách số 2, một giảng viên dạy làm móng tay. Và bạn có thể giới thiệu kỹ hơn cho mọi người biết ạ, những tác phẩm này. Rồi. Cái tác phẩm này là em thi cái bộ môn là Butter thi qua ảnh. Thì cái bài này em đạt được giải nhất Division 2 tại Hàn Quốc. Anh muốn nhìn kỹ hơn nào. Trời ơi, đẹp quá à. Không phải là móng tay thường đúng không anh? Rất đẹp, rất là tinh xảo và
nhìn trông rất là nghệ thuật. Tiếp theo thì đây cũng là cái bộ móng mà em tâm đắc nhất và cũng là cái bộ móng em thi môn Potter Quảng. Bộ móng này em cũng là thi cuộc thi Global Nail Cup quốc tế và em cũng đạt được giải nhất. Wow. Có chủ đề là chủ đề biển. Chủ đề biển đó, này tiếng cá nè. Em sao có thể trời. Thật sự là rất đẹp, nó nghệ thuật này, nó khéo léo. Ai nghĩ rằng một cô gái đã từng là vận động viên bóng chuyền mà lại có thể có được cái sự tinh tế và khéo léo như thế này, không thể tin được. Tiếp theo nào. Còn đây là cái môn gọi là cái môn Flap 3D. Thì cái môn này thường thì các bạn học viên đến học thì sẽ học với những cái môn này. Nhưng mà cái môn này là cái môn nâng cao. Dạ. Và anh cảm ơn em rất nhiều đã mang những cái tác phẩm đầy tự hào của mình đến với chương trình. Dạ. Và anh tin là với một ý chí của một vận động viên thể thao, với sự khéo léo mà ông trời ban tặng cho em, thì em sẽ còn thành công nữa, sẽ còn nhiều giải thưởng nữa đang chờ đợi em. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta cùng đến với phần trình diễn của vị khách số 5, một ca khúc như lời nhắn gửi của chúng tôi, những người làm chương trình, đến với các quý vị khán giả. Ca khúc được mang tên Lời Yêu Thương. Puka! Puka! Quân Trung! Đây! Yeah! Hey! 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 Yeah! Hey! 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 Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngần ngại thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Là lúc mà tôi đang cầm trên tay chiếc thẻ ATM có tên của Jin Tuấn Kiệt. Chiếc thẻ này ở trong tài khoản sẽ có 27 triệu đồng tiền thưởng của bạn. Nhưng để kích hoạt nó và lấy được số tiền này thì bạn sẽ cần phải tới với một thử thách nữa. Thử thách này hoàn toàn là trực giác, nó không có một thông tin gì hết, đơn giản chỉ là may rủi. Và chúng ta cứ đến với ATM đã nhé. Bạn sẽ phải đưa thẻ vào đây, rồi sau đó bấm vào các nút vàng, đỏ và xanh. Nó tương ứng với các trường hợp xảy ra với bạn. Đó là giữ nguyên tiền, cộng thêm tiền hoặc trừ tiền. Cái này hoàn toàn sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không ai biết màu gì là trường hợp nào, do lựa chọn của bạn mà thôi. Bây giờ xin mời bạn hãy đưa thẻ vào đây và kích hoạt. Chào mừng đến với Ngân hàng Giác quan thứ 6. Xin chào Jin Tuấn Kiệt. Để kích hoạt, mời bạn hãy ấn chọn một trong ba nút xanh, đỏ, vàng. Xin mời. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Một màu xanh chấm thêm vàng trừ âm điểm. Vậy là chọn màu đỏ nữa. Nãy giờ không có màu đỏ, giảm đêm nên chọn màu đỏ nha. Màu đỏ nha. Và giữ nguyên 27 triệu. Xin được chúc mừng em. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Và anh nghĩ rằng chúng ta đã có một chương trình vui, thú vị. Tất nhiên là nó không dễ dàng,
lúc đầu tưởng dễ nhưng rồi nó khó dần lên. Dạ em nghĩ là cũng sẽ dễ nếu như mà ban bình luận không có đơn qua cái điều mình nói vậy. Cứ vậy hoài giúp ích rất nhiều luôn. Chúng tôi đến đây là để giúp ích mọi người mà. Dù có tổn thương hay không tổn thương thì các bạn cũng vẫn sẽ phải ở đây với chúng tôi, và hơn hết hãy cố gắng giúp ích cho người chơi, đừng làm cho họ đánh rơi tiền nữa thì các bạn sẽ được tôn vinh. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng cảm ơn ban bình luận đã giúp chương trình thêm nhiều màu sắc. Cảm ơn các bạn.